Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một em siêu phẩm cũng mới về bên em. Xe full carbon rất là nhẹ. Và trong cái lần này về trong cái lô xe này về dòng xe Roadbike, em về rất nhiều những cái xe model xe full carbon. Trong đó có cái model của dòng xe Quick. Đây là một trong những thương hiệu con của dòng xe Castle Line. Thì như biết Castle Line thì có những cái dòng xe như là Edward và Quick, một trong những hai dòng model của xe làm nên tên tuổi của những thương hiệu Mỹ Castle Line. Lần này em về một chiếc Quick với cái tông màu đen trắng rất là nhẹ nhá. Và bây giờ xin mời anh nữa giới thiệu xe. Vâng, thì em sẽ giới thiệu qua các bác biết về cái model của cái dòng xe Quick Castle Line. Các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm cái dòng Quick Sling, một trong những cái dòng xe đua road bike được rất nhiều thị trường bên châu Âu sử dụng đua theo đội team. Quick nhá. Một làm lên trong những thương hiệu của Castle Line, đến thương hiệu Quick Mỹ. Đấy. Quick gắn liền với Castle Line thì nhau biết được Quick là một trong những cái dòng như cái dòng xe Edward Castle Line, thì Quick được sử dụng rất là nhiều dòng rộng rãi trên thị trường châu Âu và được sử dụng trong những cái đội hình đua theo team. Đây là website chính hãng của quickcycle.com. Vâng, trên cùng bắc đây là cái mẫu dòng xe Quick với cái tông màu chủ đạo tông màu đen trắng full carbon. Thì em đã giới thiệu như video trước đây, giới thiệu qua bác biết thì thương hiệu Gian, em mới ví dụ thôi. Thương hiệu Gian thì có những cái dòng model của xe Momentum, cũng là dòng xe thương hiệu của Gian, thì cái model của Quick này được gắn liền với Castle Line cũng như Edward. Full carbon, xe còn rất là đẹp và xe rất là nhẹ nhá. Xe full carbon. Thường những cái dòng xe Quick này được sử dụng rất là rộng rãi trên những cái đội hình đua team trên thị trường châu Âu. Đây là website chính hãng của xe quickcycle.com. Một thương hiệu lớn về tên tuổi, rất là lớn về tên tuổi. Để cho bác ưa thích những dòng xe road bike, dòng xe đua, cấu hình khủng, nhẹ, đòi hỏi rất là tốt về cái bộ khung và cái cung đường đua hoạt động linh động rất là tốt. Cổ phốt của 3T. Cổ phốt 3T đến từ thương hiệu Mỹ. Ghi đông xe là ghi đông của Tốt Kinh Mai ITM. Made in Italy nhá. Xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng với cái trái em bên tầng lip và Shimano 1.5. Bên phải em được sử dụng với bên tầng đĩa cũng là Shimano 1.5. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh của S-Ram Vivo, cũng là thương hiệu cao cấp đến từ Mỹ luôn. S-Ram Vivo mà trước đây em có review qua những cái bộ group của S-Ram. Càng carbon. Cũng còn rất là đẹp. Mayer Shimano cam lá hẹ, cam thưa, được sử dụng với vành RS 3T. Có mã vạch tem chống hàng giả, vành nhôm hai lớp trên vành xe cũng còn nguyên trên xe đây. Sử dụng lốp Maxim Lobit 700x23C. Vỏ lốp rất là nhẹ. Kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Cọc yên ULO sử dụng nhôm 6061. Yên hiệu nhá, yên hiệu của Physics Collect. Yên model cao cấp của Physics cao cấp đây. Bên dưới là yên thương hiệu của Ý. Yên chính hãng thôi nhá.
Xe sử dụng với đùi đĩa chính hãng của Shimano Unte Gra. Bộ tay lắc thì chuyển động của 1.5, nhưng mà đùi đĩa được người chủ cũ nâng cấp thêm là Unte Gra này. Gạt đĩa cao cấp nhất của dòng xe Road Bike. Gạt đĩa của Duray. Chùm cuối cùng của dòng xe Road Bike. Dòng bộ chuyển động của xe. Cụ đề sau được sử dụng với cụ đề Shimano 1.5. Được trang bị với 11 tầng lip. May hơn sau là may hơn chính hãng của Shimano. RS31. Lốp sau là lốp Innova Pro. Team này chuyên sử dụng trên những đội team và đội nữa, chuyên sử dụng trên các dòng xe đội đua. Chiếc xe được sử dụng cho những bác mà bán chuyên nghiệp mua đội đua cũng là hợp lý. Dòng xe Quick. Và bây giờ xin được chào bác đứng của khung xe. Vâng, chào bác đứng của khung xe là size 53. Chiều ngang khung là size 52. Thích hợp các bác chơi 1m7 đi vừa nhé. Size cao. Để các bác chơi 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 11 tầng lip của củ đề Shimano. Điên lip này. Xuống lip. Rất là bon và trơn tru. Bên phải em là đùi đĩa của Unte Gra. Gạt đĩa Duray. Xuống đĩa. Lên đĩa. Rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc xe Quick, một trong những model của thương hiệu Castrol-Lite đến từ thương hiệu Mỹ, full carbon, sẽ sử dụng với group Shimano 1.5 và đùi đĩa Unte Gra, gạt đĩa Duray. Đằng trước sau sử dụng cụm phanh ba mảnh của S-Ram Vivo, yên Physics, yên hiệu yên Physics. Và xe giá tốt bên nhau là 18.500.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đó là con hệ qua Zalo 0975 709 943. Còn lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại ngày mai.